Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đến với khóa học kỹ năng kiểm tra rà soát thuế chuyên sâu của tôi. Và khóa học này là khóa học hoàn toàn miễn phí, nó sẽ giúp cho các bạn là mà chúng ta cần kiểm tra rà soát cái bộ báo cáo chính của chúng ta xem là gì ạ, bộ báo cáo chính của chúng ta đã đúng chưa, những cái chứng từ của doanh nghiệp chúng ta đã đầy đủ chưa và nó có sai ở đâu không, thông qua việc chúng ta kiểm tra rà soát cái báo cáo tài chính cụ thể, các cái chỉ tiêu trên cái bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng điều chuyển tiền tệ hoặc là thuyết minh báo cáo tài chính, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra các cái chỉ tiêu trên đó, và từ đó tôi sẽ đưa ra các bạn gì ạ, những cái tình huống nào mà doanh nghiệp chúng ta hay gặp phải những cái lỗi nhất và xử lý như thế nào. Hay nói một cách khác là gì ạ, chúng ta đang đứng trên cương vị là một người gì ạ, thanh kiểm tra. Hoặc nói đơn giản hơn nữa là gì ạ, các bạn đang đứng trên cương vị đó là gì ạ, là một cán bộ thuế đến kiểm tra doanh nghiệp của các bạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta đứng trên cái cương vị của cán bộ thuế thì chúng ta mới biết rằng gì ạ, chúng ta đang phạm lỗi ở đâu. Đấy. Phạm như thế nào, để từ đó chúng ta mới quay lại, chúng ta sửa những cái lỗi đó, để làm sao khi người ta gì ạ, người ta đến quyết toán thật, người ta kiểm tra thật thì chúng ta sẽ không còn bị vi phạm nữa. Đấy, các bạn hiểu lôm la cái khóa học này, cái mục đích của khóa học này nó sẽ là như thế, đúng không ạ? Thì trước khi chúng ta vào khóa học thì tôi xin giới thiệu qua về bản thân của tôi. Đấy, rất nhiều bạn chắc là gì ạ, tình cờ xem được cái video này thì sẽ không biết tôi là ai. Thì tôi được gọi là gì ạ, Thái Sơn, hay mọi người gọi tôi đó là gì, đó là người truyền lửa kế toán. Tôi là người truyền cảm hứng cho những cái bạn nào chúng ta đang cảm thấy rằng những cái nghề kế toán này chúng ta không được tôn trọng, chúng ta đang mất niềm tin vào nghề kế toán này, chúng ta không tự tin rằng chúng ta có thể gì ạ, thành công trong nghề kế toán này, thì tôi sẽ truyền cái cảm hứng cho các bạn và truyền cái kiến thức để các bạn học nó gì ạ, một cách hiệu quả và áp dụng vào cái công việc của chúng ta một cách hiệu quả tốt nhất. Từ đó gì ạ, chúng ta nâng tầm cái đẳng cấp của kế toán của chúng ta lên một cái đẳng cấp cao hơn. Đấy, đúng không ạ? Và các bạn có thể biết tôi qua trang web đó là amatax.vn. Đây là một cái trang tổng hợp của tôi. Và các bạn có thể biết tôi qua trang kế toán xây dựng.net, đấy, kế toán sản xuất.com, kế toán thương mại.net và kế toán sản xuất.com, hoặc là cái trang học về kế toán excel.net. Thì tất cả những trang web đó tôi xây dựng lên là gì ạ, để chia sẻ những kiến thức, những cái kinh nghiệm của tôi và những cái mục quà tặng, những cái mẫu biểu mà gì ạ, kế toán chúng ta gì ạ, xin của nhau, chưa chắc đã có nhưng mà tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể vào những trang web như thế để chúng ta cùng nhau học hỏi, hoặc là các bạn có thể vào trang kênh YouTube của tôi, AMATAX. Thì hồi trước gì ạ, tôi có đặt tên đó là kế toán xây dựng vì bản chất tôi là đi ra từ gì ạ, từ ngành xây dựng, đúng chưa? Đấy, tôi học hai trường. Trường thứ nhất đó là gì ạ, tôi học về chuyên ngành tài chính ngân hàng. Cái trường thứ hai đó là tôi học tại chức xây dựng, chuyên ngành kinh tế xây dựng. Đấy, thì cho nên là ra trường tôi đã gì ạ, được vào làm ở những cái công ty lớn, mà đặc biệt thì tôi có những cái cơ hội là được phát triển hơn mọi người. Đó gì ạ, tôi có quan hệ. Đấy, gia đình tôi đã có những công ty xây dựng riêng rồi, và gì ạ, tôi đã làm ở Tổng Sông Hồng này, rồi là Villa Collect này. Đấy, và sau đó là tôi phát triển, tôi đi làm dịch vụ sau khi mà tôi nhận thấy rằng là gì ạ, mình làm ở những cái tổng đó mình không thể phát triển hơn được nữa, thì tôi thấy rằng cái nghề kế toán của chúng ta rất nhiều bạn luôn là chúng ta không phát triển cái nghề này, mà chúng ta cảm thấy áp lực bí bách khi mà chúng ta làm, chịu sức ép của những cái doanh nghiệp hoặc ép xuống. Cho nên dạ, tôi muốn chia sẻ những kiến thức để các bạn có thể làm giỏi hơn, tự chủ về cái kỹ năng của mình, từ đó chúng ta có thể làm thêm ở những cái doanh nghiệp khác để chúng ta có tăng thu nhập, đúng không ạ? Và chúng ta tăng cái uy tín chúng ta và tăng cái địa vị của chúng ta lên. Đấy, chúng ta không còn phụ thuộc vào một doanh nghiệp nữa. Đấy, đấy là lôm la là như thế. Thì đấy là tôi giới thiệu về bản thân. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu về khóa học của chúng ta. Về khóa học chúng ta thì chúng ta gồm đó là 8 chương. Chúng ta sẽ đi xuyên suốt 8 chương này và tôi sẽ nói sơ qua 8 chương này chúng ta sẽ được học những cái gì. Ở cái chương nhất đó là gì ạ? Phân tích báo cáo. Thì trước khi mà chúng ta muốn rà soát các cái lỗi, được chưa? Rà soát được các cái lỗi xem là chúng ta làm sai ở đâu, chỉ tiêu là như thế nào, thì đầu tiên là chúng ta phải biết phân tích một cái báo cáo này theo cái gì ạ? Theo cái đánh giá là kế toán, đúng không ạ? Chứ không phải là theo cái khía cạnh đó là gì ạ, các bạn là nhà phân tích báo cáo chính là ngân hàng đâu. Những cái khía cạnh đó họ phân tích theo gì ạ, chỉ số tài chính, được chưa? Họ phân tích theo hệ số ngang, hệ số dọc, tỷ trọng, thì đó là cái phân tích theo các cái nhà đầu tư. Còn đây là chúng ta phân tích theo gì ạ? Góc độ là kế toán, nhìn vào cái báo cáo chính, chỉ tiêu này đúng hay là sai, thiếu chứng từ gì, có những trường hợp gì sẽ xảy ra với những cái trường hợp này. Đấy, thì chúng ta sẽ học phân tích như thế. Bạn hiểu chưa? Thì trong cái chương 1 này thì tôi sẽ nói qua các bạn, nói gì ạ? Là chúng ta phải hiểu được cái phạm vi nghiên cứu của chúng ta là gì, được chưa? Và một số bạn còn không biết gì ạ, các cái nội dung về cái báo cáo chính chúng ta gồm những cái báo cáo gì, đấy, thân hại lộp như thế nào, và hệ thống báo cáo chính của chúng ta gồm những cái gì. Và tôi phải nói chi tiết như thế bởi vì sao ạ? Trong cái khóa miễn phí này nó sẽ lan tỏa đi rất nhiều, và trong số đó có rất nhiều bạn mà chúng ta sinh viên mới ra trường, đấy, hoặc là những cái bạn chúng ta từ ngành khác chuyển sang, cho nên là chúng ta sẽ không hiểu được là gì ạ? Cái báo cáo chính nó gồm những cái gì, thời hạn lốp như thế nào, lợi nhận ở đâu, và hệ thống báo cáo chính gồm những cái gì, thì tôi sẽ phải nói chi tiết cho các bạn, đúng không ạ? Đấy. Rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh giá các cái khoản mục trên cái bảng cân đối kế toán và cân đối phát sinh, kết hợp đó chúng ta sẽ tìm hiểu trên thuyết minh báo chính, chúng ta đánh giá trên cái kết quả hoạt động kinh doanh. Đấy, thì đấy là cái chương 1, đấy là cái mục đích, đúng không ạ? Sang cái chương 2 chúng ta sẽ tìm hiểu rà soát chi tiết vào từng cái loại hình doanh nghiệp. Đấy, với mỗi loại hình doanh nghiệp thì tôi lại chia ra thành từng chương. Chương 2 đó là gì? Chúng ta rà soát chuyên sâu vào doanh nghiệp xây lắp. Tôi xếp cái doanh nghiệp xây lắp này lên đầu tiên bởi vì sao? Tại vì tôi khá đảm bảo là gì ạ? Tôi rất là chuyên sâu vào cái doanh nghiệp xây dựng này rồi. Bản thân tôi gì ạ? Vừa là kế toán, vừa là chủ doanh nghiệp, đấy, vừa phải ứng phó với gì ạ? Với thuế, vừa phải nghiên cứu làm sao để doanh nghiệp có lãi. Đấy, thì tôi đưa nó lên hàng đầu, tại vì dạ, tôi khá là giỏi về cái việc làm kế toán của doanh nghiệp xây lắp này, và tôi bắt được hết các lỗi của cái doanh nghiệp xây lắp cần làm những cái gì. Thì trong cái chương 2 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái quy định về thuế, về kế toán, về cái doanh nghiệp xây lắp này như thế nào, có sự chênh lệch gì giữa kế toán và thuế hay không. Đấy, nó có cái gì ạ? Những cái vi phạm chủ yếu nào trong gì ạ? Các cái sắc thuế như thuế giá trị tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, đấy, đúng không? Và đồng thời tôi sẽ đưa cho các bạn cách chúng ta kiểm tra doanh thu, giá vốn, rồi kiểm tra cái phần gì ạ? Phần gì mà quan trọng nhất của doanh nghiệp xây dựng, đó là thuế thu nhập cá nhân, được chưa? Và bảo hiểm. Đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn đó là những cái nội dung chủ yếu, và tôi không tóm tắt quá ở đây nhá, tôi không nói chi tiết quá, tôi chỉ nêu ra cái mục lục để các bạn nào gì ạ, chúng ta tình cờ xem được video này để chúng ta biết rằng gì ạ, chúng ta có thuộc cái đối tượng phải học khóa này không, đúng không ạ? Và gì ạ, nếu mà chúng ta thuộc thì cái nội dung này có phù hợp với mình hay không. Đấy, thì cái video đầu tiên là như thế các bạn nhá. Rồi, tiếp theo thì cái chương 3 chúng ta sẽ rà soát ở cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đấy, tại vì thường thường xây lắp ấy, thường thường nó sẽ đi kèm với bất động sản, nên cái lĩnh vực ở trong doanh nghiệp bất động sản này thì tôi cũng khá là giỏi, được chưa? Cũng gọi là khá là giỏi, không tự nhận mình cực kỳ là giỏi nhưng cũng gọi là chuyên gia rồi. Đấy, thì trong cái doanh nghiệp bất động sản này cũng giống như xây dựng thì chúng ta cũng tìm hiểu cái đặc điểm của cái hoạt động kinh doanh bất động sản là gì, quy định về kế toán, quy định về thuế nó quy định như thế nào, có sự khác biệt gì hay không, và những cái hành vi vi phạm chủ yếu. Đấy, vi phạm chủ yếu của kế toán chúng ta hay gặp phải ở cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này là gì. Đấy, và kỹ năng nào để chúng ta phát hiện ra được nó, đúng không ạ? Và chúng ta kiểm tra rà soát nào đối với cái thuế giá tăng, đối với thuế doanh nghiệp. Nếu anh chị nào mà chúng ta đang chúng ta cũng là kiểm toán rồi thì chúng ta khá là rõ việc cái quy trình mà chúng ta kiểm tra của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là chúng ta kiểm tra xem cái tình hình hoạt động, rồi là chúng ta kiểm tra về quy định về kế toán, về thuế, xem là cái doanh nghiệp là có mắc lỗi gì hay không. Đó chính là việc chúng ta rà soát sổ sách, rồi sau đó chúng ta đi sâu vào từng cái sắc thuế, thuế sẽ tăng, thuế của doanh nghiệp, từ đó chúng ta bóc tách ra từng cái vấn đề của nó, đúng không ạ? Và tương tự như thế đối với cái doanh nghiệp đó là thương mại dịch vụ, đó là chương 4, chương 5 đó chuyển nhượng vốn chứng khoán. Thì cái việc chuyển nhượng vốn chứng khoán này ấy, là tôi chia ra cái trường hợp cụ thể rồi. Tại vì sao ạ? Ở những cái doanh nghiệp của chúng ta sẽ có những cái hoạt động mà chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, thì rất nhiều bạn chúng ta không được tiếp xúc với những cái loại hình này. Đấy, tại vì sao? Các bạn đơn thuần chỉ làm kế toán thôi chúng ta, hoặc là ở những doanh nghiệp nhỏ thôi thì cái việc chuyển nhượng vốn chứng khoán này nó có xảy ra rất là ít, được chưa? Thì nó sẽ có rất nhiều cái lỗi, được chưa? Lỗi khi mà chúng ta làm với cái hoạt động chuyển nhượng vốn chứng khoán này, tại vì chúng ta có tiếp xúc bao giờ đâu mà chúng ta biết. Cho nên ở cái khóa này tôi xếp nó ra một cái hoạt động mà chúng ta hay mắc phải, để tôi cùng nhau với các bạn phân tích được chưa. Cái việc mà chúng ta chuyển nhượng vốn chứng khoán này nó diễn ra ở các loại hình doanh nghiệp, cho nên là tôi không nói ở doanh nghiệp nào cả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái vi phạm, cái lỗi chủ yếu của cái việc hoạt động chuyển nhượng vốn chứng khoán, về thuế sẽ tăng, về thuế cá nhân, về thuế doanh nghiệp, đặc biệt là thuế cá nhân thì đa số là gì ạ? Chúng ta bỏ sót, chúng ta không biết cách tính về việc chuyển nhượng vốn chứng khoán này, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, được chưa? Rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra về cái việc ưu đãi thuế cho doanh nghiệp. Đấy, bạn phải hiểu rằng gì ạ? Cái ưu đãi có rất nhiều bạn kế toán chúng ta mới làm, chúng ta không biết là doanh nghiệp mình có được ưu đãi, được chưa? Có được ưu đãi về thuế hay không? Đấy, thì ở đây thì tôi sẽ đưa ra các bạn là những cái đối tượng là chúng ta được ưu đãi, nguyên tắc được ưu đãi là gì, đấy, được chưa? Và những cái trường hợp nào kế toán chúng ta xác định sai cái ưu đãi của chúng ta, hay nói cái khác là gì? Những cái trường hợp hay xảy ra mà các bạn xác định sai. Tôi lấy ví dụ như là gì ạ? Các bạn kinh doanh nhưng mà các bạn xác định gì ạ? Chúng ta lại được ưu đãi nhưng mà cái lĩnh vực của các bạn lại không thuộc cái đối tượng ưu đãi. Đấy, hoặc là cái cơ sở kinh doanh mới hoặc là dự án mới, thì đa số các bạn đang nhầm lẫn ở cái khái niệm như thế, đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái điều kiện, cái cách chúng ta kiểm tra và cái thủ tục như thế nào. Đấy, đúng không ạ? Tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra về các cái giao dịch liên kết. Cái giao dịch liên kết này thì cũng ít bạn hỏi thôi, nhưng mà các bạn hỏi khá hay, hoặc là có những câu hỏi là gì ạ? Ông A có vốn công ty X và ông đầu tư vào công ty B mà ông ấy cũng là giám đốc công ty B, thì có phải là giao dịch liên kết hay không? Đấy, thì nó có những cái câu hỏi rất là hay, hoặc là gì ạ? Có những cái lỗi về việc giao dịch liên kết, chúng ta không xác định đúng đấy là giao dịch liên kết hay không. Đấy, thì tôi sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu được rõ cái giao dịch liên kết là như thế nào, đặc trưng, và cho các bạn ví dụ điển hình luôn, được chưa? Và gì ạ? Cuối cùng, cái cuối cùng đó gì ạ? Đó là tôi sẽ tổng hợp hết các cái trường hợp mà chúng ta hay xảy ra lỗi, đấy, hay xảy ra lỗi nhất, và cách chúng ta nhận biết các cái lỗi mà chúng ta nghi ngờ rằng gì ạ? Nó đang có vấn đề đấy. Hay là cái khác gì ạ? Nhìn vào cái báo cáo chính, nhìn vào các cái chỉ tiêu đó, chúng ta biết rằng à, thằng này đang có vấn đề. Chỉ là nghi ngờ thôi các bạn nhá, chỉ là nghi ngờ thôi, tại vì gì ạ? Để biết chính xác thì chúng ta phải tìm hiểu cụ thể. Đấy, còn ở cái chương 8 này hoặc là cái chương 8 này thì tôi hướng dẫn các bạn để nhận diện làm thế nào đâu là cái đối tượng nghi ngờ. Đấy, ví dụ nhìn phát 5 thằng, được chưa? Nhìn biểu hiện mặt của nó là phải biết ngay, à thằng này có biểu hiện nghi ngờ dối trá. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Thì tương tự như thế thì tôi cũng hướng dẫn các bạn nhìn vào cái báo cáo chính phát, à nhìn biết ngay cái báo cáo chính này nó đang có sự nghi ngờ đây. Đấy, nghi ngờ này thì chúng ta phải đánh giá cụ thể. Đấy, nghi ngờ trong các giao dịch, đúng không ạ? Nghi ngờ trong các cái việc gì ạ? Các cái tài liệu. Đấy, khi họ kiểm tra quyết toán thì họ cũng làm tương tự như các cái bước này, và tôi đúc kết ra được rằng là gì ạ? Các cái cơ quan thuế người ta kiểm tra theo trình tự này, và tôi có rất nhiều cái bài chia sẻ cái quy trình cách kiểm tra hoặc là những cái trình tự kiểm tra của con thuế, thì rất nhiều bạn được biết rồi, đúng không ạ? Nhưng nhiều bạn chúng ta không hiểu rõ cái quy trình, thì trong cái khóa này tôi xây dựng mục đích duy nhất đó là gì ạ? Để thứ nhất giúp nếu bạn là kế toán thì bạn có thể đánh giá lại rằng mình làm báo cáo như thế, mình chuẩn bị chứng từ như thế đã ok chưa. Sau khi xem xong khóa học này thì các bạn sẽ nhận thấy mình có những cái điểm gì bất cập trong báo cáo chính mình cần phải sửa ngay. Hay ở trên một cái cương vị bạn là một giám đốc doanh nghiệp, bạn nhìn một cái báo cáo chính này, bạn nhìn vào chứng từ của doanh nghiệp của mình thì các bạn biết ngay rằng gì ạ? Kế toán mình làm có đầy đủ không, thiếu sót cái gì và có nguy cơ gì khi bị thanh kiểm tra. Đấy, thì chúng ta phải gì ạ? Biết để chúng ta yêu cầu cái nhân viên của mình sửa cho nó chuẩn, được chưa? Vì các bạn hiểu rằng gì ạ? Với những cái bạn mà chúng ta không xác định làm kế toán, tôi phải nói thẳng luôn, với những cái bạn mà chúng ta không xác định làm kế toán ấy, thường là gì ạ? Chúng ta làm cho có. Đấy, tôi phải nói như thế, đấy là một cái tình trạng thực có. Chúng ta xác định rằng gì ạ? À, cái nghề này không phù hợp với mình chỉ làm mục đích gì ạ? Kiếm sống qua ngày thôi. Đấy, có đồng lương đi ra đi vào thôi. Làm thế nào để gì ạ? Nó lộp báo cáo cho có là được, sau đó mình nghỉ. Đấy, thì rất nhiều bạn là như thế. Và tôi hy vọng rằng sau cái khóa học này thì các bạn có thể thấy rằng gì ạ, mình được nâng cao lên trình độ mới, mình có một cái tầm hiểu biết mới, và từ đó mình nâng cao cái kỹ năng của mình. Và gì ạ, các bạn hoàn thiện cho doanh nghiệp là chính hoàn thiện cho mình. Được chưa? Khi bạn làm tốt cho doanh nghiệp đó thì cái tiếng tăm của bạn sẽ bay xa hơn, được nhiều doanh nghiệp nó biết đến hơn, và khi đó chúng ta có thể nhận được nhiều doanh nghiệp hơn. Thậm chí nếu những bạn nào mà diện có ý chí, chúng ta muốn làm giàu, chúng ta muốn ở một cái vị trí khác, thì các bạn có thể diện mà ra mở một cái doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Đấy, dịch vụ kế toán. Và bản chất của tôi thì cũng có doanh nghiệp dịch vụ, nhưng mà tôi chuyên về tư vấn thuế hơn. Tôi chuyên về tư vấn thuế. Tôi sẽ đi tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Tôi đến doanh nghiệp họ và tôi rà soát, tôi tư vấn các cái lỗi, được chưa? Và đồng thời tôi có nhận báo cáo, nhưng mà làm báo cáo chỉ là một cái thế yếu thôi, đúng không ạ? Tại vì đa số bây giờ các doanh nghiệp ưa chuộng đó là gì ạ? Người ta thích tuyển kế toán làm tại doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì những cái kế toán đó, nếu các bạn có chuyên môn, bạn giỏi thì lương rất là cao, còn nếu bạn mới ra trường thì lương rất là thấp, hoặc là chúng ta không tự tin vào bản thân mình thì không dám đề nghị với doanh nghiệp, thì lương của chúng ta chỉ được gì ạ, tầm 5 đến 7 triệu là cao rồi. Đấy. Còn nếu những cái bạn nào mà giỏi rồi ấy, ngay từ khi doanh nghiệp họ mời chúng ta, các bạn đã đưa ra một cái đề nghị là 15 triệu thì tôi mới làm, hoặc là 20 triệu tôi mới làm, thậm chí ở những doanh nghiệp xây dựng gì ạ, 30 triệu tôi mới làm. Đấy, các bạn hiểu chưa? Rồi, thế thì đây là cái video mà tôi tóm tắt, tôi chia sẻ cái mục đích của cái khóa học này. Ok không ạ? Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái khóa học. Xin chào.